Phân tích Quang Bi chấp tờ 1992, cùng với đó là đưa ra một vài nhận định về những biến của chấp tờ tiếp theo 1093 sắp tới. Liệu chấp tờ tiếp theo 1093 tiếp tục trở lại trận chiến của Rodoxy Jr với tứ hoàng lưu vị Murom, hay chúng ta sẽ quay trở lại với trận chiến của Rodoxy và Yoro? Tất cả sẽ có trong video hôm nay. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Quang Bi Legend, nếu cập nhật thường xuyên những thông tin về chấp tờ mới. Kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong Quang Bi. Quang Bi chấp tờ 1091 là một chấp tờ kịch tính với hai cặp đấu đã được phân định. Là Rodoxy Jr với tứ hoàng lưu vị Murom, Rodoxy đối đầu với Yoro. Trong khi đó, những tay người máy sinh học Mach 3 đã bắt đầu tấn công ngược lại đám hai tủ biển, mở đường cho các phó đô đốc tấn công vào bên trong. Nhắc đến chấp tờ 1091, không thể không nhắc đến pha xử lý cực kỳ thông minh của Sanji khi đã sử dụng súng bong bóng của Nami để nhốt Kaku. Nó cho thấy một sự điềm tĩnh cần thiết của Sanji. Để đầu của chấp tờ là một cuộc hội ngộ đầy thú vị của Rodoxy Jr với tứ hoàng lưu vị Murom sau 2 năm. Và sau một chấp tờ kịch tính thì sẽ là một chấp tờ siêu kịch tính nữa. Khi mà ở chấp tờ 1092, Akainu cũng đã xuất hiện, còn Luffy cũng đã chuyển đổi sang dạng Ginnam mạnh nhất của mình. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để mình hoàn thành mục tiêu 100 coi sub nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mở đầu chapter là toàn cảnh bên ngoài thánh địa Medizoy. Chúng ta thấy Kuma xuất hiện với rất nhiều tên lính đang tìm cách khống chế cựu thất vũ hải này. Dẫu vậy thì nó đã hoàn toàn không có tác dụng, bởi dù mất đi hoàn toàn ý thức thì sức mạnh của Kuma vẫn không thay đổi. Bằng chiêu thức Urusok, Kuma đã đánh bại tất cả bọn lính. Và đây cũng chính là chiêu thức mà Kuma đã sử dụng tại phần Thilabat. Ngươi đang làm cái quái gì vậy Kuma? Đó là những lời mà Akainu đã nói sau khi đứng trước mặt cựu thất vũ hải này. Và là không phải một ai khác đến, mà đó chính là người đứng đầu lực lượng hải quân Akainu. Sau khi nhận được những tin tức về cuộc tấn công của Kuma trước đó, với việc đích thân xuất hiện tại nơi này, thì có thể thấy những sự kiện chấn động liên tiếp gần đây ảnh hưởng rất lớn đến sự phân chia lực lượng hải quân. Và nó cũng đã cho chúng ta thấy được sự kiện Luffy đi cùng với tiến sĩ Vegapunk là một sự kiện rất quan trọng. Vì thế đích thân đô đốc Kizaru cùng với 100 con tàu chiến đủ kích cỡ do chính phó đô đốc dẫn đầu được điều động đến hòn đảo tương lai SH. Xen kẽ với những lời nói của Akainu là tiếng chửi rủa của đám Thiên Long Tinh sau khi không được đáp ứng khẩu phần ăn yêu thích. Đánh lính các người thật là vô dụng. Ta ra lệnh cho bữa tối phải có tôm hùm, thế mà tại sao lại không có? Lần đầu tiên trong lịch sử việc cung ứng lương thực thực phẩm ở Medizoy bị chậm trễ. Rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây? Còn cả các tên Kuma kia nữa, nó đã làm ta bị thương. Bao tiêu diệt nó đi Akainu. Qua chi tiết này, nó cũng đã cho chúng ta thấy được hành động đáp trả chính quyền thế giới của lực lượng quân cách mạng đã có những phản ứng tích cực khi đã đốt cháy kho lương thực tại thánh địa Medizoy, đồng thời tấn công những con tàu tiếp vận nhằm chặt đứt dòng chảy tài nguyên về thánh địa Medizoy. Và điều này đã làm đội trưởng đội thánh hiệp sĩ là Gatling Fiercatland không thể nào ngồi yên được nữa, mà phải cử những thành viên của đội thánh hiệp sĩ đi giải quyết công việc. Một chiến dịch không thể nào tuyệt vời hơn của quân cách mạng. Quay trở lại với chapter, sau khi đứng trước mặt Kuma, Akainu đã hình dung ra được nếu một con quái vật không có ý thức như Kuma nổi loạn tại đây thì nơi này sẽ bị phá hủy. Để rồi sau đó Akainu tấn công Kuma bằng sức mạnh năng lực trái quỷ của mình. Một cú đấm nhân thạch đầy uy lực khiến phần trên gương mặt Kuma bị tan chảy. Và tôi không quá bất ngờ với điều này, bởi chính Oda cũng đã xác nhận trái quỷ nhung nham Mugu Mugu của Akainu là trái quỷ đòn tấn công sát thương mạnh nhất hệ Logia trong One Piece. Dẫu vậy thì Kuma đã không chống đỡ mà tìm cách bỏ chạy rồi biến mất. Một chi tiết nữa cho thấy Kuma vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Theo tôi, Kuma đã nhận thức được đòn tấn công của Akainu là rất mạnh nên phải bỏ chạy ngay lập tức. Ngoài ra còn có một chi tiết nữa cho thấy Kuma vẫn còn ý thức, đó chính là việc máu vẫn còn lưu thông trên cơ thể của nhân vật này. Có thể điểm đến tiếp theo của Kuma chính là hòn đảo tương lai SH của Vegapunk. Và cho nên rất có thể chấp tờ tiếp theo 1093 Oda sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức có liên quan đến cựu thất vũ hải Kuma này. Tôi đã có một video nói rằng mục đích của Kuma khi quay trở lại thánh địa Medizoy bạo loạn là vì Bonnie. Khi mà Ngũ Lỗ Tinh đã không còn giữ lời hứa tìm cách thủ tiêu Bonnie và Vegapunk, đã được thể hiện rõ qua đạo hồi tưởng của Akainu và Bonnie 2 năm trước. Và cho nên tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa. Chấp tờ tiếp tục quay trở lại hòn đảo tương lai của Vegapunk. Sau khi những tay người máy sinh học Mach 3 quay xe tấn công đám hải thủ biển, thì hải quân cũng đã vào được bên trong và chiếm giữ hòn đảo. Và một lần nữa chúng ta thấy được sự đáng sợ của sức mạnh trí thức mang tay những tên người máy sinh học Mach 3. Chắc có thể chấp tờ tiếp theo 1093 những thành viên của bang Murom sẽ phải chạm trán với những phó đô đốc. Trong khi đó trận chiến của tứ hoàng Luffy Murom với đô đốc Kizaru vẫn đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Chúng ta thấy Luffy trong hình dạng G4 Sandman. Còn về phần mình, đô đốc Kizaru đã sử dụng năng lực trái quỷ ánh sáng Pika Pika lên lòng bàn tay để đỡ những đòn tấn công của Luffy. Để rồi sau đó Luffy đã hỏi Kizaru tại sao lại giết ông già táo. Nghe thấy câu hỏi này của Luffy, Kizaru liền giải thích: mình không có ý định sát hại Vegapunk, dẫu vậy thì đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Bởi dù thế nào đi chăng nữa thì Kizaru cũng chỉ là một tên đầy tớ trung thành trong một hệ thống mà thôi. Và theo tôi, nó đã hoàn toàn đúng, bởi sau bao nhiêu biến động thì Kizaru vẫn là một đô đốc, vẫn là người trực tiếp bảo vệ những Thiên Long Tinh. Sau khi nói lý do của mình cho Luffy, đô đốc Kizaru bay lên không trung và chuẩn bị cho một đòn tấn công mới, một cú đá đầy uy lực. Và tốc độ là sức mạnh. Đòn tấn công của đô đốc Kizaru nhanh đến mức Luffy chưa kịp sử dụng haki quan sát cấp cao nhìn thấy được tương lai gần thì đã bị đô đốc Kizaru đã bay trúng vào con người máy Vegapod 01 khiến nó phát nổ. Và theo tôi, đây là một đòn tấn công có chủ đích từ đô đốc Kizaru. Ngoài ra với câu nói tốc độ là sức mạnh,
thì tôi hy vọng sẽ có một màn va chạm nhẹ giữa Sanji với Đô đốc Kizaru, một trận chiến tốc độ. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, con tàu Sanji đã rơi xuống cùng với Franky, bên không Lilith và Bonnie. Nhận thấy sự có mặt của Đô đốc Kizaru, Franky tỏ ra vô cùng tức giận. Còn Bonnie thì ngay lập tức tấn công Kizaru. Tôi không quá bất ngờ vì Kizaru có quen biết với Bonnie từ trước, bởi khi còn nhỏ Bonnie đã từng sinh sống tại đây. Còn Đô đốc Kizaru cũng có thời gian từng bảo vệ tiến sĩ Vegapunk. Dẫu vậy thì Bonnie không thể nào tấn công Đô đốc Kizaru được, mà còn bị vị Đô đốc này đã bay đi, chạm vào tấm lá chắn của SH. Hy vọng chắc ta tiếp theo 1093, Bonnie vẫn ổn. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Franky đã sử dụng Draco Beam tấn công Kizaru, nhưng vị Đô đốc này đã tự dịch chuyển cơ thể mình vào bên trong hồ điều khiển của Labo. Trước sự vui mừng của bản thể Vegapunk thật, sau khi giải mã thành công mật khẩu của bản sao bên cầm sao Zod, bằng những lời nói tận đáy lòng, Đô đốc Kizaru mong Vegapunk hãy hiểu cho nhiệm vụ lần này của mình. Bất chợt, mấy nhà phòng thí nghiệm bị phá hủy. Luffy trong dạng Ginam sử dụng cánh tay khổng lồ của mình tóm lấy cơ thể của Đô đốc Kizaru, và nó tương tự như hình ảnh Luffy nắm lấy cơ thể rồng của Kaido Bá Tấu tại Wano. Cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện rồi. Thế là tin đồn về ba chấm. Kèm theo đó là hình ảnh người đàn ông 58 tuổi với gương mặt đầy lo lắng, tốt một hơi hột, như đang báo hiệu một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với mình. Dù chưa được xác nhận, nhưng theo tôi, những Đô đốc Hải quân đều có hai kỳ quan sát cấp cao, nhìn thấy được tương lai gần, giống như Luffy và Katakuri. Chưa kịp nói hết câu thì Đô đốc Kizaru đã bị Luffy ngắt lời. Đâu đấy, sao ngươi dám đánh bay ta xuống dưới vậy hả? Và bạn thấy có điều gì bất ngờ không? Luffy trong hình dạng kỳ năm có tổng cộng 15 vết thương, còn Đô đốc Kizaru thì không có bất kỳ một tổn thương nào sau khi chiến đấu với Luffy trong dạng kỳ 4 Snake Man. Và hình ảnh này là tương tự như hình ảnh trong bộ phim Tom và Jerry. Điều này có nghĩa cũng giống như cái đầu bá thú, Luffy sẽ vui đùa với Đô đốc Kizaru một chút nữa rồi sau đó mới đánh bại vị Đô đốc này. Bởi nếu để ý bạn sẽ thấy Luffy chưa sử dụng đến những đòn tấn công có bọc Haki Bá Vương. Đã có rất nhiều tranh cãi về sức mạnh của Luffy và Kizaru hiện tại. Fan của Đô đốc thì cho rằng sẽ còn rất lâu nữa Luffy mới có thể đánh bại được Đô đốc Kizaru. Còn fan của Tứ Hoàng thì khẳng định chỉ với một vài đòn tấn công, Luffy sẽ nhanh chóng đánh bại vị Đô đốc Kizaru này. Dù không phải là fan của Tứ Hoàng hay là fan của Đô đốc, nhưng theo tôi, Luffy sẽ phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này để đến xứ sở của những người khổng lồ Ebat. Luffy không sợ, băng hải tặc Muram không sợ Đô đốc Kizaru, chỉ có điều thời gian không cho phép. Đồng thời, tôi khá bất ngờ với câu nói của Vegapunk ở cuối chapter khi cho rằng là quá nóng khi đứng gần Đô đốc Kizaru. Nó cho thấy Kizaru đã bắt đầu chuyển đổi sang dạng thức tỉnh sát quỷ của mình để chiến đấu với Tứ Hoàng Luffy Muram. Với việc Luffy đã chiến đấu sang dạng kỳ 5, còn Đô đốc Kizaru cũng đã bắt đầu chuyển đổi sang dạng thức tỉnh sát quỷ, thì gần như chắc chắn chapter tiếp theo 1093 tiếp tục là một chapter siêu kinh điển về trận chiến của Luffy và Đô đốc Kizaru. Có lẽ điều mà tôi quan tâm lúc này chính là trận chiến của Roroshi và Zoro, bởi không có bất kỳ một khung tranh nào về trận chiến của hai nhân vật này ở chapter mới. Có lẽ Oda muốn dành riêng một chapter để nói về trận chiến này. Dẫu vậy thì hình ảnh Luffy trong hình dạng kỳ 5 không phải là điểm nhấn cuối cùng của chapter, mà đó là hình ảnh con robot khổng lồ của đại đã bắt đầu thức tỉnh sau hơn 200 năm, một chi tiết khá thú vị. Và như đã nói trong video trước đó thì theo tôi, nguồn năng lượng chính của con robot khổng lồ của đại này chính là nguồn năng lượng mặt trời Nika mà Luffy đang sở hữu. Đây là con robot khổng lồ của đại đã được chế tạo vào khoảng thời gian thế kỷ trống. Vào khoảng thời gian 200 năm về trước, nó đã bất ngờ tấn công vào thánh địa Medizoid. Tuy nhiên, vì hết năng lượng nên nó đã không làm gì được với chính quyền thế giới. Với việc con robot Vegaforce không mẫu đã bị phá hủy, thì có vẻ như đây là phương tiện giúp bằng hải tặc của Rome trốn thoát khỏi nơi này. Đồng thời theo tôi, con robot khổng lồ của đại này sẽ đứng dậy chiến đấu với lực lượng hải quân đã vào được bên trong. Và có thể thấy những diễn biến tại SH đang trở nên vô cùng hấp dẫn. Trên đây là toàn bộ những phân tích về One Piece chapter 1092. Kèm theo đó là một vài nhận định về những diễn biến tiếp theo của chapter 1093 sắp tới. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.